đề hỏi ta miền xác định và khoảng tiếng thiên của hàm sin là gì. Để suy nghĩ, hãy vẽ hàm sin ra và bên tay trái này mình sẽ có một đường tròn lượng giác và mình có thể xóa cái đó đi. Mình có một đường tròn lượng giác bên tay trái và mình sẽ dùng nó để xác định giá trị sin theta trên đường tròn này, đây là x, đây là y. Hoặc bạn có thể cứ dùng x và y. Vậy cho một góc theta, ta có thể thấy cạnh thứ hai của góc giao đường tròn ở chỗ nào, rồi tung độ của điểm đó sẽ là sin theta. Ở đây mình sẽ vẽ vẫn là y ở trục thẳng đứng, nhưng mình sẽ vẽ đồ thị y bằng với sin theta y mình xin theta và trên trục hoành mình sẽ không vẽ ít nhưng mình sẽ vẽ góc theta bạn có thể dùng theta là biến độc lập và theta sẽ có đơn vị là radian và ta sẽ chọn một loại góc theta rồi tính xem sin theta là mấy rồi vẽ nó hãy dùng một cái bảng ở đây mình có theta và bên này ta sẽ tính xin theta bằng mấy và ta có một loạt giá trị của theta ta có thể bắt đầu ở không cho là theta bằng không xin theta bằng mấy khi góc là không ta cắt đường tròn ngay tại đây tung độ vẫn là không đây là điểm một không góc độ là 0 nên sin theta bằng 0, sin 0 bằng 0. sin 0 bằng 0. Và theta bằng bi phần 2 Mình sẽ lấy số mà dễ tính thôi. Nếu theta bằng pi/2 nó sẽ bằng góc 90 độ nên cạnh thứ hai sẽ vuông góc với trục hoành và nơi nó giao với đường tròn lượng giác ở đây, đó sẽ là điểm gì? Đó là điểm 0, 1. Vậy sin của pi phần 2 bằng mấy? Sin của pi phần 2 bằng tung độ ngay đây là 1. Sin của pi phần 2 là 1. Hãy tiếp tục làm và ta sẽ thấy tính chất ở đây. Ta chỉ đi vòng quanh đường tròn. Nên hãy nghĩ xem, Chuyện gì sẽ xảy ra khi thay ta bằng bi? Khi thay ta bằng bi, sin bi bằng mấy? Ta cắt đường tròn ở ngay đây. tà độ là âm 1, 0. sin là tung độ. Nên ở ngay đây là sin của bi. sin của bi là 0. Hãy tính 3 bi phần 2. 3 bi phần 2, ta đã đi qua 3 góc phần 4, quanh đường tròn. cạnh thứ hai của góc giao với đường tròn ở ngay đây nên dựa vào đó sin của 3 pi phần 2 là mấy điểm này ở đây là điểm âm ta phải cẩn thận là không trừ một sin của theta ta bằng tung độ nếu tung độ là sin theta khi theta bằng pi phần 2 sin theta khi theta bằng 3pi/2, sin theta sẽ bằng âm -1. Hãy đi đúng một vòng tròn nào. Hãy đi đúng một vòng tròn. Hãy đi tới theta bằng 2pi. Mình sẽ dùng màu vàng ở đây. Chuyện gì sẽ xảy ra khi theta bằng 2pi? Khi đó ta đã đi hết vòng tròn và ta quay lại nơi bắt đầu và tung độ là 0. Nên sin của 2pi là 0. Và nếu ta cứ đi tiếp, ta sẽ thấy khi tăng góc, tính chất sẽ lặp đi lặp lại. Hãy thử vẽ nào. Khi thay ta bằng 0, xin thay ta bằng 0. Khi thay ta bằng bi phần 2, xin thay ta sẽ bằng 1. Ta sẽ dùng cùng kích thước, xin thay ta bằng 1. đây là một trên trục này trên trục đó nên ta có thể thấy sự song song ở đây khi theta bằng pi sin theta bằng không nên ta quay lại đây khi theta bằng ba pi phần hai ở ngay đây sin theta là trừ một trừ một ở ngay đây mình sẽ dùng cùng kích thước mình sẽ làm cho nó âm đây là trừ một và sin theta sẽ bằng trừ một khi theta bằng hai pi sin theta bằng không ta có thể nói cái chấm lại bạn có thể dùng từng điểm ở đây và bạn được đồ thị nhìn giống vậy mình sẽ ráng vẽ nó bằng tay. Có lý do đường cong giống vậy được gọi là đường sin, bởi vì chúng là biểu đồ hàm sin. Nhưng đó không phải hoàn toàn đồ thị, ta có thể đi tiếp, ta có thể thêm một số pi phần 2, nếu bạn tới hai pi, rồi thêm pi phần 2, bạn có thể xem nó là hai và nửa pi rồi bạn sẽ quay lại đây, sẽ quay lại sin theta bằng 1. Nên ta sẽ quay lại đây. Và bạn cứ đi tiếp, thêm pi phần 2 nữa, bạn sẽ quay lại đây. Và sẽ ở đây, nên đường cong hoặc hàm sin theta được định nghĩa với bất kỳ giá trị nào của theta, bất kỳ bạn chọn. Còn giá trị âm thì sao? mình đồng ý là nếu bạn cứ tăng thay ta như vậy, ta cứ đi quanh vòng tròn và tính chất này xuất hiện. Nhưng khi đi theo hướng âm thì sao? Hãy thử nào, chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta lấy âm pi phần 2 để mình làm nào? Âm pi phần 2 sẽ ở ngay đây. Ta cắt đường tròn ở ngay đây. Tung độ là âm 1, nên sinh của âm pi phần 2 là âm 1. Và ta thấy nó cứ tiếp tục Nên xin thay ta xác định với bất kỳ góc giá trị Thay ta âm dương nào Không âm, số 0, bất kỳ Nó xác định với mọi số Nên hãy quay lại câu hỏi Mình có thể cứ vẽ tiếp hàm này Miền xác định là gì? Miền xác định của hàm sin là gì? Hãy nhớ rằng miền xác định là tất cả các giá trị mà hàm số có nghĩa hoặc tất cả các giá trị làm cho hàm số có một kết quả có nghĩa. Vậy miền xác định của hàm sin là gì? Ta thấy rồi đó, ta có thể lấy bất kỳ giá trị theta nào. Nên bạn có thể nói miền xác định là tất cả các số thực. Còn khoảng biến thiên thì sao? Khoảng biến thiên trong các lớp toán kỹ thuật được gọi là tập giá trị con, nó là tập hợp các giá trị mà hàm có thể đi tới. Đó là tập nào? Tất cả các giá trị y bằng sin theta sẽ tiến tới mấy? Ta thấy nó cứ dao động giữa dương 1 và âm 1 rồi trở lại dương 1, rồi âm 1. Tất cả các giá trị ở giữa. Nên bạn thấy sin theta luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng 1 và luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 1. Nên khoảng biến thiên của sin theta là tất cả các giá trị giữa âm 1 và dương 1, bao gồm cả âm 1 và dương 1 và đó là lý do ta để dấu mặt vuông thay vì mặt tròn